Đẹp luôn á anh. Đi vô đây nè. Qua đây nè con. Kìa. Yeah. Trước nè. Anh nhìn coi chùa Lầu kìa anh. Ồ đẹp kìa anh. Nè. Đó chùa đẹp à. Ồ nón lá kìa. Ừ. Phải
trời cảnh đẹp luôn rồi. Đây để Thanh ơi, đi Thanh ơi. Rồi mẹ chơi đi con, bé Thanh. Có cái gì mà nó cứng nhất tinh cây ấy, thiền tế. Anh nhìn qua sen nè, có chiếc xuồng nữa kìa. Ừ, đẹp quá, đẹp quá. Ôi, cá kìa anh. Cá lội theo hình như theo mình á, cái giờ mình đứng nó lội lại kìa. Đây này con, quá cá rồi anh. Lội lại á anh. Ừ. Cái rô phi không? Đây. Đâu? Quá đẹp rồi. Đi với mẹ đi con. Thuyền qua kìa. Ta thuyền qua coi đi. Cái võng hoa luôn đó. Một cái võng hoa luôn, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, cái võng hoa luôn. Quá đẹp rồi, hoa giấy đủ loại luôn.
luôn, cô Phật ngủ luôn hả con, cô Phật ngủ luôn. Ừ đẹp quá. Quá đẹp. Đẹp quá. Ờ đẹp. Giấy này vô giấy Thái với Mỹ vậy nè, đẹp quá. Cái màu đỏ tươi đẹp. Anh kia mẹ, ông Hạc nằm đó. Ông Hạc nằm đó mẹ. Lên lậu nữa hả?
đẹp quá. Cởi lên dâu luôn.
tội chi phải đồ em mà.